Xin chào tất cả các anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của siêu thị lồng chim. Đây trước mặt anh em đây là một mẫu lồng khuyên chân tàu dừa form lồng lùn đấy. Thì đây quay cho em nhìn đấy này. Chiếc lồng này thì đã lên màu vành dán rất là đẹp rồi, anh em về chỉ việc chơi thôi. Đây, lồng khuyên lùn chân tàu dừa, hàng đánh bóng kỹ nhé, đây là hàng kỹ đấy. Đây, mẫu lồng này thì bên em bán với giá là 1.150.000 đồng. Tuy nhiên thì đây là một cái mẫu mà khách hàng có đặt như lại bom hàng của bên em. Đây hôm nay nhân duyên thì bên em sale cái giá khuyến mại cho anh em nhé, chỉ còn 1.200.000 đồng thôi, chỉ có một chiếc duy nhất với cái giá này thôi. Thì tặng cho anh em thì gồm sẽ bao gồm phụ kiện như hình luôn nhé, 1.200.000 tặng phụ kiện như hình luôn. Còn anh em có thể mua được cái giá này là hơn cái giá làm rồi, đấy, sẽ hơn cái giá làm rồi, tặng cho anh em nhé. Anh em đặt hàng thì liên hệ với em Tươi theo số là 0984217365. Đấy. Chỉ áp dụng cho anh em nào đặt hàng chuyển khoản trong ngày hôm nay thôi nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.